Chú hai. Ừ. Con muốn dừng cuộc chơi. Chơi? Cái gì? Làm sao Hùng? Giờ con thật sự muốn dừng cuộc chơi. Em bị cái gì vậy Hùng? Chuyện này làm sao hả Sáu Bụi? Có liên quan tới mày phải không? Dạ không đây ca. Em nghĩ chắc là em nó mệt mỏi, cho nên em xin phép em đưa nó về nghỉ. Đi em. Em đang bình tĩnh. Chú hai, con xin phép được nói. Tất cả mọi người hãy thức tỉnh đi. Bao nhiêu đây là quá đủ rồi. Chúng ta đã hy sinh quá nhiều mạng người. Rốt cuộc là được cái gì chứ? Đúng là trước đây có thời hưng thịnh, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Tới bao giờ mới kết thúc đây? Anh Sáu, nghe lời em, anh cũng dừng cuộc chơi đi. Cái đầu mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày nghĩ mày có cơ hội để dừng lại sao? Mày nói đúng, mày có thể dừng lại được, nhưng mày dừng lại ở trong tù, mày sẽ được tặng những viên đạn vô đầu. Mày đang nằm mơ hả? Chú. Thưa anh em, trong chúng ta ai cũng có gia đình, có cha mẹ, có ông bà, đúng không? Vậy cho tôi hỏi, ai trong anh em thích chơi hàng trắng? Giơ tay lên. Trong anh em, ai muốn người thân của mình bị dụ dỗ đi vào con đường nghiện ngập? Giơ tay lên. Không một ai giơ tay. Vậy giả sử thằng Hùng Ly đây bị dụ dỗ chơi hàng trắng rồi phải tiều tụy, thân tàn ma dại vì nghiện ngập, vậy thì anh em có xót cho tôi không? Tôi biết là anh em sẽ xót cho tôi lắm, nhưng mà ở ngoài kia kìa, có biết bao nhiêu người xót thương cho con em của họ, cho người thân của họ trót dính vào con đường nghiện ngập. Họ phải tán gia bại sản, cướp của giết người, họ phải vào tù chỉ vì vài gói bột trắng dở dẫn. Vợ thì mất chồng, con thì mất cha, anh thì mất em. Vậy trong anh em, nếu như chúng ta mất đi, liệu gia đình chúng ta có đau lòng hay không? Chị. Dạ. Mày có đứa em trai đúng không? Dạ. Em trai của mày đã chết vì ma túy đúng không? Dạ. Không ai muốn mình chơi ma túy, không ai muốn người thân của mình dính vào con đường nghiện ngập. Nhưng mà sao? Vậy mà chúng ta lại tham gia vận chuyển hàng trắng, tiếp tay cho bọn nước ngoài kìa, mang chúng đi khắp nơi, không từ một nơi nào, không chừa một ai cả. Thôi đủ rồi. Mày tưởng mày là ai? Mày lo cho cái thân của mày chưa xong, mày muốn làm anh hùng hả? Giải tán.